cơ Ngọc Hảo á. Hiện tại tụi mình đang ở điểm cực Bắc của Tổ Quốc, bạn có thể xem nha. Đây, đây là điểm đầu cực Bắc của Tổ Quốc, là biên giới giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì ngăn cách nhau bởi một dòng sông, và xung quanh dòng sông đó đó là những núi cao vực thẳm cực kỳ sâu. Khương Ngọc Thảo thì đang muốn có những cái shot hình thật là đẹp, thật là độc đáo để về giới thiệu với mọi người. Đây, hãy coi cái hành trình của anh ấy. Anh ấy đang leo. Đó, bạn hãy coi hành trình của anh ấy. Anh đang cho chúng ta thấy cái khung cảnh đẹp nhất của điểm cực Bắc của Tổ Quốc. Vô cùng hùng vĩ. Bạn có thể nhìn thấy đây, sau lưng mình. Mình sẽ leo lên một bậc nữa cho các bạn nha. Đây có độ cao khá là kinh khủng, cho nên đó bạn có thể coi Thương Ngọc Thảo ngáp. Mình rất là hâm mộ người phụ nữ Tây Bắc có thể đi được những cái quãng đường quá cong, quá vòng vèo, quá dốc, chỉ cần sơ sẩy thôi là có thể mang lại cho mình ở dưới mức thảm. Đi mà họ Khương Ngọc Thảo chở mà mai họ lọc run lắm. Tại vì chỉ sợ Khương Ngọc Thảo mà ngủ gạch như thường ngày là thôi rồi, hai đứa
Hãy subscribe.